Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của tạp chí Bóng Đá. Vào ngày 11 tháng 11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 5 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam cũng thuộc diện mạnh nhất ở vòng loại lịch sử đối với thầy trò Park Hang-seo. Đó là Nhật Bản, cái tên thân quen đã dự vòng chung kết World Cup liên tục suốt từ năm 1998 cho đến nay. Trận đấu với Việt Nam cũng là bản lề để Nhật Bản đứng giữa hai ranh giới hy vọng và thất vọng trong mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Và với huấn luyện viên Hajime Moriyasu, đây cũng là thời điểm quyết định đến chiếc ghế thuyền trưởng tại Nhật Bản. Bởi trong 4 lượt đã qua, ứng cử viên số 1 cho tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại bảng B đã thi đấu dưới mức mong đợi khi chỉ thắng 2 trận và thua 2 trận sau những lượt đã qua. Thực tế thì trước cuộc tiếp đón Australia vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, truyền thông Nhật Bản đã loan tin Liên đoàn bóng đá nước này đã lên kế hoạch để thay thế huấn luyện viên trưởng Hajime Moriyasu. Báo chí xứ sở mặt trời mọc còn chỉ đích danh huấn luyện viên trưởng của FC Tokyo vào thời điểm ấy là ông Kenta Hasegawa sẽ ngồi vào ghế đóng của Samurai Xanh một khi ông Hajime Moriyasu bị cách chức. Nhưng khi chiếc ghế tưởng chừng như sẽ bị gãy bởi đối thủ lúc đó là Australia thể hiện phong độ cừ phách với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, thì Nhật Bản đã chơi với tinh thần của một đội bóng ở thế giữa lưng tường. Chiến thắng 2-1 trước Australia đã giúp ông Hajime Moriyasu tạm thời thoát khỏi viễn cảnh bị cách chức. Tuy nhiên, áp lực cho ông Hajime Moriyasu chắc chắn vẫn còn rất lớn khi mà Nhật Bản đang bị đội dẫn đầu Ả Rập Xê Út bỏ xa đến 6 điểm. Một kết quả không tốt trong những trận đấu tới có thể buộc Liên đoàn bóng đá Nhật Bản phải ra tay để tìm kiếm người mới tránh rơi vào thảm họa mất vé dự World Cup 2022. Khác với Nhật Bản, khi bước vào vòng loại thứ 3 với mục tiêu bất xì bất dịch là phải giành vé dự World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chỉ tham dự với danh phận là học việc ở sân chơi lần đầu tiên tham dự này. Không đặt nặng mục tiêu thành tích, nhưng đoàn quân của ông Park Hang-seo vẫn được kỳ vọng sẽ đem về một kết quả có thể chấp nhận được. Nói cụ thể hơn, đội tuyển Việt Nam cần có những điểm số, nhất là trước những đội bóng không phải quá cách biệt về trình độ như đội tuyển Trung Quốc hay đội tuyển Oman. Nhưng đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào sau 4 trận, dù đã gặp hai đội tuyển Trung Quốc hay đội tuyển Oman. Nếu tính cả trận thua UAE ở vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam đang trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Đây là kết quả lần đầu tiên xảy ra kể từ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng như đã đề cập, kết quả này nằm trong dự đoán bởi các đối thủ trong chặng đường vừa qua đều có trình độ chuyên môn cao hơn hẳn so với đội tuyển Việt Nam. Không đặt nặng thành tích phải leo cao nên sẽ không có chuyện Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét đến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của vị trí lâu gia Hàn Quốc. Nhưng chắc hẳn chuỗi thành tích không tốt ấy cũng ít nhiều khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy không vui, khó lòng tìm được cảm giác thoải mái. Nói cách khác, ông Park chắc chắn cũng đối mặt với những áp lực. Bởi khi thành tích không tốt thì đương nhiên sẽ bị dư luận dò xét, đánh giá về chiến thuật, lối chơi của đội tuyển Việt Nam cũng như cách dùng người của ông Park Hang-seo. Rõ ràng, áp lực là ngọn núi cao đang đè nặng lên tâm trí của huấn luyện viên trưởng của hai chiến tuyến trước cuộc chạm trán lẫn nhau giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Với vị thế của một đội bóng hàng đầu châu Á, nhưng lại bị đặt bên bờ vực hiểm nguy trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022, thì chắc chắn Nhật Bản đến Mỹ Đình không gì khác ngoài việc giành 3 điểm bằng mọi giá. Bởi chỉ cần không thắng Việt Nam hoặc thậm chí thắng không thuyết phục trước thầy trò Park Hang-seo, chiếc ghế của ông Hajime Moriyasu sẽ bị đưa ra xem xét. Với đội tuyển Việt Nam, một thất bại không phải là nỗi thất vọng lớn, nhưng một kết quả khả quan như trận hòa chẳng hạn sẽ đem đến cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ, giải phóng áp lực không chỉ cho ông Park Hang-seo mà còn của các cầu thủ. Sau tất cả, những Rich Sujuan, Yuya Osako hay Ito Junya đều có thể tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa Nhật Bản vẫn đến Mỹ Đình với lực lượng gần như đầy đủ nhất. Samurai Xanh chỉ vắng mỗi tiền vệ Kubo do chấn thương chưa lành. Còn bộ ba kể trên thậm chí đã ra sân thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ và thậm chí còn tỏa sáng. Rich Sujuan vừa mới lập công trong chiến thắng 4-1 của PSV Eindhoven trước Fortuna Sittard hôm Chủ nhật vừa qua trước khi rời Hà Lan để đến Việt Nam. Nhìn một cách tổng thể về màn trình diễn của các cầu thủ Nhật Bản thì tất cả đều sung sức và sẵn sàng cho những bước chạy trên sân Mỹ Đình. Dẫu cho Nhật Bản đang khởi đầu không tốt, nhưng có một thực tế rằng đẳng cấp và trình độ của đoàn quân ông Hajime Moriyasu vẫn vượt trội hơn hẳn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Thế nên, mục tiêu chiến thắng đặt ra cho đoàn quân của ông Park Hang-seo trong cuộc đối đầu này là viển vông. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa đội tuyển Việt Nam buông xuôi. Ít nhất, Công Phượng và đồng đội cũng phải đặt ra mục tiêu một trận hòa để phấn đấu.
chắc chắn, sức ép về chuyên môn dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này là rất lớn. Bởi nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng Nhật Bản sẽ chơi tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu nhìn vào 4 trận đấu vừa qua thì có thể thấy hiệu suất ghi bàn của các học trò ông Hajime Moriyasu không phải quá hay khi chỉ ghi được 2 bàn thắng vào lưới Trung Quốc và Australia. Bàn thắng còn lại trong chiến thắng 2-1 trước Australia do cầu thủ của đội bóng xứ chuột túi đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những con số thống kê ấy để xem nhẹ hàng công của Nhật Bản, có thể sẽ khiến đoàn quân của ông Park Hang-seo phải trả giá. Đúng là Nhật Bản đã thể hiện khả năng săn bàn kém cỏi trước Oman, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và thậm chí là cả trước Australia. Nhưng nên nhớ, đây là những đội bóng có đẳng cấp cao. Thể hình và thể lực của 4 đội bóng này là những ưu điểm vượt trội hơn so với các cầu thủ Nhật Bản. Đó là lý do Samurai Xanh gần như không phát huy được hiệu quả khi chơi đòn không chiến. Bởi vốn chiều cao khiêm tốn hơn, khả năng bật nhảy yếu thế hơn, nên Nhật Bản đã không thể xuyên thủng được bức tường thành cao ngất ngường của đối phương. Không chiến bế tắc, Nhật Bản chỉ còn biết sử dụng bài bóng tầm thấp và đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát có khả năng va chạm tốt của đối phương. Trong lúc đó, không chiến không phải là điểm mạnh của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Những bộ ba trung vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải, thậm chí Duy Mạnh cũng không phải quá xuất sắc trong các pha chống bóng bổng trên không. Khi Văn Lâm bị chấn thương dài hạn, khung thành của đội tuyển Việt Nam rơi vào tình cảnh bị xáo trộn. Tấn Trường và Văn Toản đều hoán đổi cho nhau trong những trận vừa qua là minh chứng cho sự bất ổn ấy. Để đứng vững trước sức ép được dự báo sẽ rất lớn đến từ Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam trước hết phải chơi tập trung, cảnh giác cao độ, bọc lót cho nhau và tránh những sai sót cá nhân như từng xảy ra trong những trận đấu vừa qua. Những pha lên bóng từ hai cánh là điểm mạnh của Nhật Bản. Cụ thể, cánh trái do tiền đạo đang khoác áo Liverpool Minamino đảm nhiệm, trong lúc cánh phải do tiền đạo Junya Ito đang khoác áo KRC Gen thuộc giải vô địch quốc gia Bỉ đảm trách. Các hậu vệ biên của đội tuyển Việt Nam cần phải tranh chấp giải vây bóng từ xa để có thể hạn chế mối nguy cho cầu môn đội nhà. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng cần phải tạo nên hệ thống phòng ngự từ xa ở khu vực trung lộ để giảm tải áp lực cho hàng thủ. Ở Nhật Bản, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Tanaka và Morita có khả năng tổ chức tấn công bằng những quả thọc khe rất chính xác. Nhật Bản ở thế trên cơ hoàn toàn so với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hajime Moriyasu và các học trò chỉ có một vài ngày để tập luyện cùng nhau do các cầu thủ bận thi đấu ở nhiều giải vô địch quốc gia khác nhau. Với quỹ thời gian ngắn ngủi này, Nhật Bản được đánh giá khó đặt tính nhuần nhuyễn cao nhất. Kinh nghiệm cho thấy, Samurai Xanh luôn gặp khó ở hai trận đầu tiên khi mới hội quân. Thất bại trước Oman và Ả Rập Xê Út nằm ở khoảng thời gian đội bóng này mới tập trung trở lại. Đây có thể là tin lạc quan cho đội tuyển Việt Nam. Cùng với lợi thế sân nhà, hy vọng đoàn quân của ông Park Hang-seo có thể biến mục tiêu kiếm điểm trước Nhật Bản thành hiện thực. Với nhận định của YouTube tạp chí bóng đá, việc có bàn thắng, chơi một trận đấu hay cho đến ngưỡng cao hơn là một điểm trước Nhật Bản có thể xem là thành công lớn với đội tuyển Việt Nam. Hy vọng rằng với cái duyên của Văn Toàn, sự bùng nổ từ Công Phượng cùng độ lạnh lùng của những Hoàng Đức, Quang Hải và một hàng thủ với các trung vệ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chặn đứng các đợt tấn công của Nhật Bản, Việt Nam có thể làm nên một điều bất ngờ trên sân Mỹ Đình trong trận đấu mà chúng ta chào đón sự trở lại của 12.000 khán giả đến cổ vũ. Đến đây, chúng tôi xin khép lại video nhận định và bình luận trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11 tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.